sáu không bốn không năm dàn ép uống, năm dàn ép luống. Con già dàn đây của Machio đây đúng không? Đó. Con này là con 5018 đi làm luống trồng dưa, trồng rau, trồng ớt, trồng hoa. Đó. Các bác có nhu cầu thì liên hệ theo số điện thoại em để bên dưới nhá. Ok các bác. Đó. Cánh đồng rộng mặt ngàn. Dưa. Đấy. 5018 bắt đầu làm việc. Dưa trồng xen lẫn ớt này. Thế nào? Bên nào? Qua đèn. Đó các bạn, một ruộng cỏ như này, nhưng mà lát nữa các bác sẽ xem là về cuối là lại đẹp lừ các bạn, lên luống lại trồng rau trồng dưa luôn ngay được. Đó nên là áp dụng máy móc vào làm thì rất là nhàn cho bà con, mà công không hết nhiều các bạn. Đó, đây là những quả dưa và hoa dưa đang bắt đầu cho trái. Những đuông dưa rất là đẹp. Chiếc Cuta R5018 dưa còn sót lại các bạn này. Mấy con này ăn được không? Chắc ăn được các bạn. Quả to hết.
Ơi. Bên trong như nào? Còn này chín không? Đây chín chưa? Ngọt không? Nhạt. Nhạt nó như kiểu dưa chuột đúng không? Hả? Nhạt. Dưa dưa gang. Như dưa mát.